Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ lên với các anh em một số những chai nước hoa mà đơn giản rằng mình và nó không thuộc về nhau. Có thể gọi là mình không thích, có thể gọi là mình ghét. Tuy nhiên, đơn giản rằng mình những chai nước hoa đó nó không dành cho mình đó. Thì trước khi vào video thì mình nói lại rằng tất cả mỗi chúng ta đều có một cái quan điểm riêng khi mà cảm nhận mùi hương. Cho nên cái việc mà một chai các anh em rất là yêu thích mà mình không thích, đấy là cái chuyện hết sức là bình thường. Bởi vì như mình vẫn đã nói rất là nhiều lần, hoa hậu xinh như thế còn vẫn còn có người khen kẻ chê, thì cái chai nước hoa nó không là một cái gì cả. Cho nên là anh em nào nếu mà cảm thấy rằng tự nhiên cái chai nước hoa mình đang bị yêu thích và bị lên cái đoạn đầu đài trong cái video này của mình, thì đấy là cái chuyện hết sức bình thường, hết sức kiềm chế, không nên căng quá làm gì, không nên comment nó quá là căng làm cái gì, ok? Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình hãy vào với cái chủ đề chính của clip này. Thì cái chai nước hoa đầu tiên, trước khi mình nói thì mình cũng xin nói qua là mình gần như mình không có bất kỳ một chai nào trong cái list này, cho nên mình sẽ để hình ảnh ở đây. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đó là Anhérab French Coffee. Một cái mùi hương mà như mọi người vẫn biết đó là một, nó giống như cái mùi hương của cà phê sữa đó. Thì mình cũng đã có dịp thẩm mùi hương của chai nước hoa này, và thật sự là mình cảm thấy rằng mình không thể nói thế nào nhỉ, mình không thuộc về mùi hương này, hoặc là nó không dành cho mình. Bởi vì với cái tông mùi, ok, đúng là cái ưu điểm của nó là nó giống như một cà phê sữa, và cái thứ hai là mùi cũng khá là mạnh, ít nhất là trong khoảng một tiếng đầu là cái mùi hương của nó tỏa ra khá là mạnh, giống như cái nét đặc trưng tiêu biểu của nước hoa Trung Đông, rất là mạnh, bám rất là tốt đó. Tuy nhiên thì có một số những cái gạch đầu dòng mà mình không thích ở đây. Cái thứ nhất đó là cái cách blend mùi của nó rất là thô, và cái nốt cà phê sữa của nó ngửi nó rất là hóa học đó, nó không tự nhiên, nó không thật. Và thực sự là mình không cảm thấy quá ấn tượng với chai French Coffee này. Có thể là anh em đang có một cái suy nghĩ rằng thì tất nhiên với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra như thế thì chỉ cần chất lượng như thế mà thôi. Đấy là một cái suy nghĩ hết sức là sai lầm trong cái bộ môn nước hoa này. Nếu như các anh em nào luôn cho rằng tiền nào thì của nấy, ví dụ như tiền ít thì chỉ cần một cái mùi hương như này là đủ, còn muốn thơm hơn thì phải bỏ ra càng nhiều tiền ấy, thì đấy là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Anh em nào mà nghĩ như thế thì nói thật là cả cái sự nghiệp chơi nước hoa thì chỉ có mà ăn mì tôm để mà nhịn mua những chai nước hoa đắt tiền mà thôi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể ví dụ như là Rochasman, một cái mùi hương cappuccino siêu 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 đỉnh cao, hoặc là Halloween X, mùi cà phê kết hợp cùng với thôn cabin. Đây đều là những chai nước hoa không phải là quá đắt, và cái nữa là cái nốt cà phê của nó thì tuyệt vời, nó khá rất là nhiều với chai French Coffee. Do vậy chai nước hoa đầu tiên mà mình không cảm thấy quá là thích đó là Anhérab French Coffee. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là một mùi hương có thể gọi là flagship, hoặc một cái gì đấy rất là tiêu biểu của nhà Le Labo, đó là Santa Barbara. Cái lý do mình không cảm thấy quá thích thú mùi hương của nhà nước hoa này, cái thứ nhất đó là nó quá là mạnh, nó thực sự là quá là mạnh để mà sử dụng. Thì khi mà với những cái tông mùi như này thì chúng ta rất dễ bị phản đòn nếu như mà trong cái quá trình sử dụng chúng ta phải vào một không gian hẹp, hoặc là chúng ta hơi bị overspray, nó xịt quá nhiều, thì nó sẽ rất dễ cho chúng ta bị nhận những cái điểm trừ đó. Và cái thứ hai, mùi hương của Santa Barbara thường được mô tả giống như một xưởng gỗ, cho nên là đối với cái gu của mình thì mình thích có thể là tông gỗ, nhưng nó phải có hoa, nó phải có lá, để làm sao khi mà chúng ta ngửi chúng ta cảm thấy cái sự mượt mà, nó có cái sự mềm mại của tông gỗ. Chứ để một cái mùi thuần 100% gỗ thì thực sự là mình không quá là thích. Thì anh em nào nếu như cùng quan điểm với mình thì chúng ta có thể tham khảo một chai nước hoa khác của nhà Replica, đó là Autumn Vibe. Một cái tông gỗ giống như Santa Barbara, và ngoài ra nó đã có thêm cái nốt floral, hương hoa, nó rất là mềm mại, nó mượt hơn so với sản phẩm của nhà Le Labo. Thì đấy cũng là một cái option để cho các anh em lựa chọn nếu như chúng ta muốn
một cái tông giống như San Savabab và nó mềm mại hơn. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Killian và nó có tên là Rose on Ice. Các mình nhớ thì khoảng hơn 2 năm, khoảng 2 năm trước thì nhà Killian có ra bộ đôi đó là Rose on Ice và Angel Share. Thì nó thật đấy là một, nó giống như kiểu một sản phẩm là trên đỉnh cao và một sản phẩm ở dưới đáy vực. Mà trên đỉnh cao đây đó là Angel Share. Mình rất rất thích mùi hương của chai nước hoa này. Còn lại Rose on Ice thì nó thật là quá quá là, thực sự là không thể mê được. Lý do tại sao? Bởi vì ở trong chai nước hoa này nó có sử dụng một cái nốt hương mà chắc chắn đó là 100% hóa học, đó là cucumber, dưa chuột. Thì với những cái kinh nghiệm quỹ mùi của mình thì thường những trong cái ngành pha chế này, những cái nốt mà nó không thể chiết xuất được ra tinh dầu ấy, mình chỉ nói là một số thôi nhé. Bởi vì ví dụ như trong cái nhóm hương floral cũng có rất là nhiều những hương hoa nó không thể chiết xuất ra được, mà chỉ những họ pha mùi dựa theo cái họ ngửi và họ pha lại. Thì có một số những cái nốt mùi ví dụ như là dưa chuột này, dưa hấu này, đó vân 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 vân, thì khi mà chúng ta ngửi nó sẽ cảm giác nó rất là bị lợ đó, hoặc là kể cả táo nữa thì chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy nó kiểu nó bị lợ ở mũi và nó rất là ngái. Thì ở cái chai nước hoa này, khi mà cái nốt dưa chuột nó mix cùng với juniper, cái quả bách xù ấy, thì cái quả bách xù này nó có một cái thiên hướng nó dạng như kiểu hương thơm ngát. Tuy nhiên thì không phải ai cũng ngửi được những cái chai nước hoa có sử dụng những cái nốt này, mà mình là một trong những người khi mà ngửi cái Rose on Ice thì nó cảm giác cho mình quá là hóa học và nó rất là ngái, nó rất là khó chịu. Cho nên là rất đơn giản là Killian Rose on Ice nó không hợp với mình, vì là cái mùi hương nó hóa học mà mình không thể yêu thương nổi được em này. Đó, chai nước hoa thứ ba. Chai nước hoa thứ tư nó là một sản phẩm của nhà Azzaro và nó có tên là Wanted. Đó, thì trong cái line của nhà Azzaro này thì sau sản phẩm Wanted thì nó ra là Wanted by Night, rất 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 là tuyệt vời. Và tiếp theo đó là Most Wanted. Most Wanted thì mình chưa được thẩm, thế nhưng những cái gì mình nghiên cứu về note, về comment thì có vẻ như là cũng khá là triển vọng. Tuy nhiên quay trở lại với sản phẩm của Azzaro Wanted, đây là một cái mùi hương với sự kết hợp giữa ginger, gừng và đậu tonka và táo, thì nó tạo nên một cái tông mùi nó quá là ngọt và nó quá là nồng, và nó thực sự là nó không có một cái gì đặc biệt, nó rất là gọi là boring, nhàm chán. Trong khi cái Wanted by Night thì rất là tuyệt vời, fruity kết hợp cùng với trái cây tạo nên một tông mùi rất rất là thú vị, là thơm tho, thì Azzaro Wanted là ngược lại, một cái mùi hương quá là ồn ào, quá là phổ thông và quá là thiếu điểm nhấn. Do vậy mình cảm thấy rằng Azzaro Wanted, một cái mùi hương mình cũng không được thấy thích cho lắm. Đó, chai nước hoa tiếp theo đó là Dior Sauvage Refill. Thì mình, như mọi người đã biết, đều năm ngoái thì nhà Dior đã thay đổi cái phiên bản Eau Toilette và bằng cái là cái bản mà có thể bơm được refill. Thì cái mà mình cảm thấy khá là buồn bởi vì Dior Sauvage đã bị reform mùi, có nghĩa là về cái bám mùi thì nó vẫn rất là tốt, thế nhưng về cái độ tỏa mùi thì lại rất 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 là, mình cảm thấy khá là không được thú vị cho lắm. Bởi vì sau khi mà xịt khoảng 1 giờ, hơn 1 giờ thì bắt đầu là nó đã bắt đầu một thiên hướng skin sand, và mặc dù nó bám rất là tốt, thế nhưng cái độ tỏa mùi của nó thì không quá, không được thể ồn ào được bằng EDT bản cũ, thì rất rất là đáng tiếc cho cái vấn đề này. Do vậy đến hiện tại bây giờ thì mình cảm thấy là Dior Sauvage Refill nói chung là chúng ta không thường về nhau. Đó, và chai nước hoa cuối cùng mà mình cảm thấy là không được khoái cho lắm đó là MFK 540 phiên bản Extract. Mình nói rất là rất rất nhiều video đó là mình cảm thấy rằng phiên bản Extract gần như là 99% giống với EDP, và mới một cái mức giá lại đắt hơn rất là nhiều. Mình có thể là mọi người, ai mà sẽ tinh mũi thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó có cái nốt nghệ tây nó khác một chút, thế nhưng đấy chỉ là với những ai mà đã có một cái level, ai đã có một cái kiến thức thì mới có thể rạch ròi ra được. Còn
về cơ bản thì không thể phát hiện ra được. Mình thấy rằng tại sao lại phải bỏ ra một số tiền đắt hơn rất là nhiều và để sở hữu một cái sản phẩm nó không có quá nhiều sự khác biệt so với EDP, thì do vậy mình cũng không cảm thấy là phiên bản Extract là hợp với mình. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với một các anh em một số chai nước hoa mình không thích đó. Thì như mình đã nói, nếu như anh em nào chẳng may mà trong cái list này của mình bị vào những chai nước hoa mà anh em thấy thích thì đấy là quan điểm của mỗi người đó, thì các anh em đừng có căng quá làm cái gì. Ok, video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Ok, còn bây giờ bye bye.